Về Việt Nam 2 tuần mình đã tăng 2 cân Vậy mình đã ăn những gì? Đầu tiên không thể thiếu là phở Ở Nhật thì cũng có các quán Việt Nam bán phở Hà Nội đấy Nhưng mà thực sự là mình vẫn thích ăn phở Hà Nội tại Hà Nội hơn Phở ăn kèm với quẩy nóng giòn thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ? Và tiếp theo là các món Huế Đây là món bột lọc nhân tôm được gói trong lá chuối Vỏ ngoài dai, nhân tôm ngọt, đậm vị Huế Còn đây là bánh bèo nhì tôm Loại bánh này mỏng manh như cánh bèo vậy Bánh trắng mịn giòn dai trộn lẫn vị ngọt, vị đậm đà của tôm và thịt nạc bằm, vị thơm béo của chút dầu hành. Mỗi thứ một chút kết hợp khi ăn trở thành một món ngon khó cưỡng. Còn đây là bánh ram ít nhân tôm được ghép với nhau bởi hai thành phần. Phía trên là bánh ít được làm bằng gạo nếp thơm dẻo, còn phía dưới là ram giòn rụng. Khi ăn thì mới thấy được sự kết hợp giữa vị dẻo và vị giòn, cảm giác lạ miệng. Còn đây là bánh khoái là món ăn nổi tiếng của xứ Huế, bánh ngon bởi vì giòn tan của vỏ bánh, vị đậm đà của tôm và khi ăn thì được cuốn cùng rau củ quả để món ăn thanh mát và càng hấp dẫn hơn là khi được chấm với nước lèo, nước lèo này còn có vị bùi ngon, sền sệt đặc trưng đấy. Còn đây là món bê bê hay được gọi là món tôm tít hấp gừng xả, bê bê nóng hổi thơm phức, rau hấp nên giữ được nguyên được vị tươi ngọt trong thịt, chấm muối ớt thì mới được gọi là tuyệt đỉnh luôn. Tiếp theo là món bún riêu ốc, là món bún truyền thống lâu đời của người miền Bắc. Riêu ốc thì được nấu từ thịt cua cùng với ốc này, cà chua này, thêm chút đậu phụ này. Khi ăn thì mình nhúng thêm rau sống nữa, mà ai thích thì thêm chút mắm tôm. Ốc thì giòn dai, vị đậm đặc đặc trưng mà lại không bị tanh. Mình còn được ăn món bánh đa ngan ở Hải Phòng. Món này hơi đặc biệt một chút là thịt ngan được xào riêng, có nước sốt vô cùng ngon khi ăn thì cho vào bánh đa. Nói chung là vị cực kỳ ngon luôn đấy. Còn đây là trứng vịt lộn, mấy năm rồi mới được ăn lại món này Vì ngọt của trứng vịt lộn kèm với gừng này, lá răm, thêm chút muối tiêu Đơn giản nhưng lại là một vị ngon vô cùng khó quên Ngày cuối cùng thì được bạn dẫn đi ăn súp lươn Nghệ An, đặc sản của Nghệ An nổi tiếng Do lươn chắc thịt ngọt ngon béo ăn kèm với bánh mì giòn Bánh mì giòn giòn chấm nước súp xiên sệt Đấm vị thanh ngọt của lươn với cay nồng từ ớt và tiêu Là hương vị mà đi đâu cũng không thể quên được Vậy đó, về nhà hơn 2 tuần, mình đã mang về nhật hơn 2 cân mỡ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Tuyết ạ. Bye bye.